Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm qua thì bọn mình có báo cái khuôn ở chiếc Konicep này. Đó, đây là cái phần đầu của nó nhé mọi người nhé. Còn nó mấy cái phần kia thì anh em bê vào nhà rồi. Bây giờ anh em đưa vào phòng này rồi, tại vì là cái khuôn ở bên dưới này. Cái mặt tiếp xúc với lại đất sét ấy, hôm trước là bọn mình làm thì nó bị khơi như vết như này. Đây, nó không được ổn định vì là bọn mình hỏng cái khuôn bề mặt do cái nhựa hóa chất các thứ nó bị ảnh hưởng, nên là bọn mình phải làm lại đấy. Như anh em theo dõi mình rồi, nhưng mà cũng không sao, tại vì là sợ nhất là nó hỏng gần 100% mỏng khuôn đấy thì mới ok, với kiểu phải lo lắng. Nhưng mà thực ra bọn mình ngày hôm nay bọn mình đã bắt đầu là xử lý khá là ổn rồi. Hôm qua thì bọn mình mài những phần nó bị lồi đi, còn như hôm nay thì bắt đầu xử lý nó lõm lại này. Cái này thì phải xử lý con bà anh em ạ, dùng bà ma tít cái thứ này này đấy, bà ma tít cho nhanh khô, sau dùng bột đá bà lâu khô lắm anh theo em ạ. Bột đá vậy nó rẻ hơn, nó như này mài nó khó, cái này mài dễ đấy. Thế như đấy, đoạn này đoạn làm lỗi nhiều nhất này. Đây anh nhìn cái đoạn vằn này không, đây cả đây nối đoạn nối giáp danh cái cũ này cái mới này. Thì thật ra cái đoạn cũ này thì có gì không, cứ bóc ra nó có bị nhún không? Không có nhỉ, cái này hả? Xử lý cả đống này, đống trong phòng luôn các bạn. Có cái bên hông cánh cửa đây là nó xấu. Không cánh cửa? Vâng. Ở bên hông cánh cửa chỗ ở bên dưới nó xấu. Bên cái đấy. Nó lại nhỏ nhiều đấy. Hay là bị thông báo thì mấy nó làm bước qua đi ra nó bị lõm lồi nhiều ấy, thì nguy cơ cũng mất công mài cũng gì. Nhưng cái này mình bảo cũng không được 100% đâu, nhưng mà được đoạn nào hay đoạn đấy em ạ. Kia đang bắt đầu là bỏ cái sợi lưới vào ấy nhỉ.
về gói sắt ôm nữa, ôm nước kìa. Một lúc rồi đắt. Câu sau này người ta làm khách hàng người ta đúng hiện tại đó vào người ta đam mê nó vào ha hỏi gì xem có tiền rồi cũng bị chụp cọc rồi cuốn như xem có được giảm không ngay đó góc này nó bị không ăn đấy, bị khối cầu comasit đấy. Ơ vậy gì mời bố hút thuốc? Mà ta báo cái nào? Bạn phát tuổi ngay, sao mà xin bạn sát thì mời là vô ngay. Ông đeo quả đấy. Có thùng to lắm. Ơi, tắt nhạc của anh ơi. Ơi, music nghe, ôi rồi. Ơi, music vẫn còn.
gì, cái vừa vỡ gì này, cái này của Dũng à hay ở đâu? Cái gì ấy? Thế nào? Đấy. Hôm nay của Dũng hôm nọ ôm đồ quà đấy. Chết đừng vay nha. Chết đừng vay. Bấn tay về, bấn tay của sếp. Quên mất cái gì ấy. Cái sát nó. Ôi không có gì. Không có gì nha, có mất tít nè, có mất tít, mất tít. Đang bả mất tít mày. Người ta bả mất tít mà. Có một trường có quà đấy. Quà đấy, quà đấy. Lấy đi. Ủa, trông cứ như kiểu lạc xe, chở tiền của ngân hàng ấy nhỉ. Em mang mấy tiền đấy. Dũng này nó xuống đây nó làm nó chuyển nó 10 tỷ rồi để nó cho anh em dùng anh em ạ. Ôi gì tao tự nhiên mặt đần đấy. Quả đi vào. Hình vào. Tự nhiên cầm ăn xuống. Má chứ có chứ. Đấy chưa. Nhiều. Lộng nhiều chứ nha. Cần cũng quá nhiều chứ nha. Lòng ê, thà lòng ai chẳng có phải không? Lòng quá tí thôi mà quá. Lòng thối hay lòng thiên đại? Không có ăn đi đi. Bê quá. Bánh cái đi. Thật mà. Nhìn có mà ăn nha. Mới nhân dạng. <xa. cười> Quà này bao tiền nhỉ? 5 triệu mấy nhỉ em nhỉ? 3 triệu. Hai cái mà. Hai cái 5 triệu 8. Đẹp chưa anh em? Có quà này có gì không? Có quay không? Ngoài là ngoài để đảm bảo với nguyên trẻ. Lát nữa không quay được rồi. Bảo hành ơ cái này mở ra lúc nào được à? Hay là bật lúc bật mới mở? Hút rồi mở ra. Đấy, tự nhiên. Ô cái này là sao, nguyên lý làm sao hả Dũng? Cái này cái cánh cửa này đi. Là này, lúc có bật nó mới mở ra. Cái này không rõ. Như này đóng để đóng vào. À đúng rồi. Khi nào bật thì nó khi nó chạy nó mới. Vậy cái đầu này là phải cho xuống đáy này. Vâng, đúng rồi. Đúng rồi, anh cũng mẹ bên chỗ ngày xưa xin ra kỹ sư đấy. Ok không anh, chất lượng không? Chất lượng đẹp nhỉ. 5 triệu 8 cái này mà anh em ạ. Rẻ hơn mua trên Shopee phải gần 1 triệu đấy. Shopee cái tiền vận chuyển nó đắt đấy. Vận chuyển mất 600. Vậy hôm nay có khi anh em chuyển cái gái này đi mới ạ. Nhỉ. Lắp đặt đi để mà lấy chỗ mà làm phòng khuôn đó nhỉ. Đặt đi để em xử lý kia được. Em mang cái đồ quá. Khách vào nhé. Ô, nó chạy bằng cái này này. Nó chạy bằng dây cu loa này. Motor nó ở góc này. Motor ở góc này. Motor thế hệ 15. Của Johnson. Phần tải đây. Thỏ tay ở mắt tay ấy. Em thử thỏ lát bật lên xong thử thỏ vào xem. Tại vì cái lưỡi này lưỡi kiểu như lóc ấy nhỉ. Tại dùng à. Ôi cái điện này nó không có dắt này. Không có dắt à? Ba pha. Điện 2 pha. Một pha. Thế 3 giây là 3 pha. 3 pha rẻ hơn nhưng mà mỗi tội là 3 pha thì phải hệ thống dây điện và thứ. Khênh vào đi. To đùng. Ôi, thế nào? Đấy. 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 Mua điện bởi đấy kìa. Mẹ mua cả MacBook các thứ anh nha. Khênh vào. Khênh. Mua à. Cho xếp loại xem một số format khác. Ngứa. Mày có đi mắc chưa mà thế nhỉ? Anh bắt mày phải ơi. Đây một cái phòng xe này nhìn. Ngược lại em ạ. Để ngược lại em ạ. Đây là đáy này. Ngược lại sẵn thì lát nữa lên đỡ gì. Uầy. Rồi cái này nó đẩy này. Đẩy đi. Đấy, đấy.
nhưng mà lúc nào tắt quạt là nó tự đóng cái này luôn, bật quạt lên nó mới mở ra vậy. Đấy, hai cái rồi, nghe đẹp nhỉ, nguyện nhỉ, hưng nhỉ. Cái này nhìn đi kín không? Không phải công tắc. Hai cái này to nhỉ. Một cái lắp ở cái bình này, cái chỗ này. Hưng ơi, thì em đeo lại xem anh nhìn cái lỗ anh kia hình như nó nhỏ hơn rồi. Chưa được à? Ờ, em đo anh bổ đo anh này. Anh nghĩ này to hơn hay sao ấy? À không, cái này đúng này. Chắc em chắc em đo anh kia sai rồi. Chứ anh thấy ở đây 4 gang mà. Cái gì? Em đến mực luôn đó. Sai xuống bao nhiêu xuống? Bao nhiêu? 14. Người xác Dũng mới lại xác Hưng thiết kế này đi. Nhỉ. Yeah. Cái kia sai rồi. Đấy, đứa này trong lên lỗ nhé. Thấy chưa? 80 đi. Ừ, nhận đi. Vậy là đúng không? Nhưng mà cái góc này phải độc thêm này. Cái này em với ông Dũng này lắp cái này đi. Lắp hai cái vạt này đi. Để cho nó, để có phòng làm việc ấy, nó sạch sẽ. Đây anh em thấy cái phòng này uy tín chưa? 5.8 triệu hai cái quạt này. Và công nghiệp để hút, vậy cái quạt này to thì nó hút mạnh lắm nhỉ. Hút cả phòng luôn nhỉ. Vậy thì mấy đứa phải lắp thêm cái quạt để điều hướng gió ngoài này, từ này vào này. Chứ không đủ đâu nhỉ. Nhưng mà vậy phải chỗ đấy. Thì cái này nó phật ra này. Cũng được không sao nhỉ? Nó tự phật ra. Ừ. Gió to nó phật. Gió to nó phật ra mà. Và nó đậy đậy nắp rồi đấy. Lúc nào mà gì nó đóng cửa lại. Lấy cái gì vào không? Mấy chân trống rào thang cái thứ vào cho nét xong rồi lát đấu điện sau em ạ. Nhân viên vay có 2 triệu một tô à? Chết nữa, bây giờ bán chiếu rồi mà ăn tao vay 2 triệu rồi. Cái này đừng có vay nhà báo cứ để cho bán chiếu. Vậy thì vay nhiều lên đi. 20 triệu. Hưng nó đục chưa vuông cái hả phải không? Được chưa?
góc đấy góc đủ cái thang ấy vậy hả? Vừa 80 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 ừ hưng hưng gắm đem gắm đem lên gắm thử xem nào tắt cái quạt này đi ừ cái này là mô tô để góc này nè cái quạt này giống cái quạt mà được chiếc ông kia có cầm ba đấy mua một cái này đặt lấy xong làm một cái chân này vậy thì phải làm một cái phun nào đây à là một cái bơm để phun nước lên nữa công nghệ mình được gắm bốn tháng lên ở đấy cẩn thận giật nhé quạt một quạt từ máy trong góc dưới góc từ ngoài máy ngoài cửa nó bảo đấy không này nước còn này xương thì chưa được không được mà tại vì motor ở góc này thì nó an toàn thì cho nước thoải mái phải không có công tắc không nhá bên sau không thấy chạy vậy Hưng cắm điện đi Hưng bột phát cẩn thận nhá nổ nhá được hả? Vậy được cái nó đồ cái khí vậy thôi nha Hưng nha nó rộng ấy nó không phải là đồ ấy em nhỉ nhớ nhẹ nhàng ý là cái decibel nó như này thì được thôi cái gió này phải đạt được rồi cái lượng gió này là ra là nó hút vào cái kinh mới được ra cái gió này rồi rồi lắp được nghe không quạt của bọn lốc náo All right.
đi mua xi măng về làm cái đấy à? Ôi đút lên được rồi à? Phải cho đầu cái thỏ ra chứ mới hứng. Cứ thỏ đầu sang cái thỏ nhiều hơn đó. Hả? Bảo anh là được. Ừ. Nên người nhà thiếu gì xin cái đấy. Thằng nào mua thằng ấy trả tiền đi. Không. Xin à? Bất công xin một bao ý. Huy bảo là lắp cái kia trước lắm rồi. Anh nghĩ như này thì đáng giá ấy, là phải có bắn vài bốn vít vào đấy, vít thường ấy, xong rồi bắn vít vào để giữ ấy, nó an toàn nhỉ. Anh nghĩ không cần bê tông mấy nữa mà quá hỏng thì mình tháo xuống kiểu gì. À tháo một lưới ra nhỉ, tháo một lưới ra thôi nhỉ. Cái này ai tổng tư lệnh cơ khí xử lý này đấy. Hả? Không bao giờ hỏng được. Không bao giờ hỏng được. Năm mười năm nó còn chưa hỏng. Một cái đây ở đây, một cái nữa ở đâu? Một cái nữa lắp lắp vào được. Mấy cái đồ công nghiệp về bền lắm. Chưa chắc đấy. Rồi, cái này chế một cái xe đẩy luôn, mình đẩy đâu lắm đâu, hút đến đấy thôi. Rồi. Mình xấu. Mình quạt mắt rồi đi. Không xe đẩy mình để ở chỗ mình được mà. Biết xấu thành quạt luôn hả? À? Thì nó là quạt này. Ồ, xong rồi lắp thì mình cái đầu kim cương này nhỉ. Cái này là thiết kế cái đường ống ở đấy này, quắt được kia kìa. Đường ống to mà. Ừ. Cái miệng nó phải to như thế. Đấy, Dũng với Hưng trên cái ghế đi. Đây nè. Mà thấy cái nghĩa là đoạn đầu nó to vậy, xong là đầu này nó dẹp ra thì được không? Đấy, đấy là đầu dẹp, nó dẹp ra nó phân bố theo kiểu là một cái mồm dẹp ở đây đấy. Để bắn vào đây đấy. Hình dung không? Cái này mà nó hơi cong vào đây này, hơi cong một tí này, mà nó chỉ tầm cao, nó dày cả bài đây. Hơi cong một tí này nó được. Xong bạn này mình làm cái bát chéo đây. Đây đâu nói là mình thiết kế. Cậu làm cong vậy à? Làm cong vậy thì cơ gió thì tốt nhưng mà đến cơ làm tôn nó hơi bị khó đó. Cong cũng được. Không dọc theo tường thì nó điều hướng là này nó bị gấp khúc à? Vậy anh chả nó chả khỏe thôi. Nó làm gì có lực đẩy á. Không, Hưng à, phải ra thế cho anh này. Ý là cái miệng này nó rộng ra tí này. Miệng này nó rộng ra tí. Đỡ thì hàn vào đây thiếu gì. Lúc đầu em để lại chạy dọc qua tường đến phần này này này. Đến phần này em bẻ cua nó lại. Thì đấy là thì lại làm vậy thì nó hơi phức tạp thôi. Ừ. Một đoạn này chạy dọc như này. Tự nhiên này.
Nhưng mà nếu mà nếu như thế thì đoạn này nó điều hướng ra thì vẫn phải, tức là cái miệng của nó không được rộng nữa. Lúc đầu này em định thiết kế một ống chạy dọc đây. Ừ. Xong rồi này em bẻ cong ở đây, thẳng ở đây. Ừ. Xong em quét hết phần này. Cái phần này á? Ừ. Tại vì đây là ống ấy, đoạn ống nó chạy dọc trong này đúng không anh? Ừ. Còn lúc này em bịt lại. Em quét phần trong rồi thôi. Quét chỗ này á? Dạ. Đấy á. Không, em không quét cái này, có nghĩa là cả một ống ngộp của em ấy. Ừ. Nó chạy đến đây đúng không? Ừ. Xong em bịt cái phần đầu này. Ừ. Xong quét cái phần trong ống này. Ừ. Anh cũng mua ống này đấy. Không dùng cho anh vuông cơ, biết rồi, anh hiểu cái ý là đoạn này của em nó sẽ để giảm cái lực của nó đi ra mà nó chuyển hướng sang đây, chuyển hướng ngang đúng không? Vào đây luôn. Thì nó gấp khúc nó áp sát vào cái tường em, nó không một thanh này ra trông nó gọn gàng hơn. Nhưng mà vậy thì nó vẫn sẽ phải đổ ra ngoài này vài chục phân, 30 phân. Nó cứ có tầm này. Em định cho bằng cái này luôn. Đấy, sau đó sẽ chạy dọc theo tường. Cho cái tường cái phần này xong nó lại bẻ rộng 90 độ ra. Phụ thẳng thắt nước luôn. Thì em thấy thế trông nó gọn hơn nè. Bây giờ làm kiểu vậy đi. Trông trông nó gọn hơn là mình thẳng đây đây ấy. Anh nhất là anh chứng. Vậy để cho ô vào tường đi. Em định ô vào tường luôn. Cái này thiết kế ô vào tường. Ô vào tường đây. Đương nhiên là nếu mà làm cái như thế này như ban đầu là đi thẳng đi chéo vào đấy đấy. Thì nó khỏe hơn. Thì vâng, cái quãng đường nó ngắn nhất mà. Ừ, nhưng mà nó không được gọn. Nó dưới cái phòng này thì nó sẽ hơi bị bí đoạn góc đấy, đúng không? Mình làm kiểu thế nhỉ? Đúng không? Thank you.
đau của em cơ mà hâm mà. Em này còn những em khác đấy. Đây này, anh em bạn Dũng đang làm một cái đường ống như này, này. Đấy. Có được không Dũng? Được anh ạ, ok. Anh, dạ. Đấy, anh nghĩ là cái đoạn đầu này mình phải làm to to này. Có làm to ra không? Vâng. Ý là dài đó đấy. Ừ đúng rồi, nếu mà làm cái kế hoạch lúc nãy em bảo thì là đục một cái lỗ ngang như thế đấy. Thì phải lỗ đục ngang thì làm to ra đấy. Nó phá đó, gì vậy? Một cái lắp vào đấy, một cái lắp đoạn nào được nhỉ? Đúng nhỉ, hay là đoạn này dù nó khác hết. Đây anh nhìn thấy đoạn này cong cong rồi chưa đây. Đấy bà ấy gọi là lập ngân hàng ra để huy động vốn thôi chứ ngân hàng ấy có dùng để gì đâu đấy chứ. Trả lại đi tù. Thì không trả lại thì sao? Tiền đấy là tiền vi phạm mà. Nói chung là người ta cũng không muốn dính dáng vào. Mấy chục tỷ mà đơn giản đâu mà. Nguyên gì vậy? Còn hơn là đi tù. Yeah. Đi tù mấy chục tí về đơn giản rồi. Còn hơn là tham không bỏ tiền ra mấy chục tí. Như sắc nào cái thêm có mấy tí thôi. Sắc hương à? Sắc hương. Vẫn may. Hưng vẫn đang bả ba tít. Phát Hưng tỉnh táo. Mày đang
kìa mà sinh ra 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 tử ấy thần chiếc á. Ui thế thì chắc lợi thân hơn mấy chị của nó đã tử kéo rồi. Ngoài à Nguyễn? Ừ, nhìn thấy nó bị gãy à? Không, chỗ này nó bị gãy này. Nhưng mà lắp vào đâu mà sợ? Chỗ này đã lắp, mày lắp chỗ nào phải khớp hết vào với nhau á. Khớp vào mình chưa chắc đã chuẩn được cơ mà. Khớp vào chắc mình phải làm khung bên ngoài mình đỡ nữa cơ mà. Không phải mình chỗ nó bị yếu ấy. Chỗ này nó bị yếu. Đúng rồi, cứ dính nốt vào đấy vừa thôi. Tại vì lúa mình lắp toàn mỗi khuôn này vào với nhau mình còn đỡ sắt lùng quanh ấy. Chứ cái này nó form này thật sự 100% nó chuẩn ấy, cho nó lệch hết rồi. Nó không được 100% đâu. Chúa rồi, mình khớp vào. Đây đúng là bắt đầu lên được anh em này. Đấy. Đấy rồi, như này nó gọn lên. Nhưng mà đoạn dưới này lại phải cắm xuống này em phải không? Đó. Như này nó gọn anh em ạ. Không có là mình làm khuôn rồi. Mình làm khuôn ở phòng bên cạnh thì mình có cái máy hút như này nó hút ra nó thoáng cái phòng bên cạnh ra. Chứ cái phòng bên cạnh nó bị bí quá. Sao mà nó tôn vào vậy? Anh ấy mua cái tôn trắng, cái tôn trắng như kiểu ấy. Như kìa. Một trắng nhìn đẹp hơn. Đây. Bây giờ thì lại tiếp tục xử lý cái phần comasit bả matit vào anh em ạ. Khuôn này nó chưa đẹp đâu mọi người. Khuôn này nó bị lỗ chỗ rất nhiều cơ. À, bị nhiều quá chỉnh đốn lại. Nhiều chỗ nó kiểu nó vẫn kiểu không bị rỗ lại. Thành siêu xe luôn anh em ạ. Đấy, cho anh em nhìn cái góc đuôi thôi. Liên quan đến video chính. À, phụ bàn thôi à. Nhưng mà phụ bàn thôi, nhìn gần như vậy luôn gì. Đấy, anh em nhìn chưa. Đấy. Anh Nhất đang làm gì đấy?
Không được nói. Không được khỏe. Quá công mà chắc có ngày lên kim à. Ê, vá về đã được chưa anh? Được. Nhưng mà vẫn còn lồ gồ lắm nhỉ. Lồi lõm, sờ vầy rồi lồi lõm lắm anh em ạ. Đấy. Thế là đánh nước thì đẹp, đỡ bụi. Cái này cánh cửa. Cánh cửa hốc hốc đoạn hốc cửa đây. Hốc gió này. Đây là đoạn trước ấy. Khét lẹt luôn. Quái con này chạy tưởng là đang cứ bóng. Cái khét lẹt. Ngon. Êm êm luôn. Quan trọng là mình sợ nó thấp quá thôi. Thấp quá thôi. Để mà, ê, đằng sau là được mà. Đấy, anh em, Mr. Dũng thì đang... Kỹ sư Dũng. Kỹ sư Dũng thì đang tiếp tục gọi là công trình thế kỷ là lắp cái quạt hút bụi vào bể. I need some help. Vậy là làm sao hả anh? Em không biết gì. Anh đi chào anh em ấy hả? Hello anh em chưa? Help me. Có bắn được không anh? Ngoan không anh? Mua tôn mới về anh ạ. Ô rẻ không? Cái này anh phải hàn đỡ nhiều mà chứ. Thế thôi. Không chịu được gì đâu. Có chứ. Cái quạt này em sợ quạt của anh thổi bay bay cả cái này ra ngoài đấy. Ra được. Ra được. Anh thiết kế, mày thiết kế. Anh thiết kế. Ừ, thế. Nhưng mà em thấy cái quạt của anh nó khỏe quá nên nó bay ra ngoài. Thấy không? Mình sợ ở chỗ này đấy anh em ạ. Sợ là đang làm ở dưới này thì cũng phải là nó bay phù phát đi xuống mà. Người bên dưới là không đỡ nổi. Đấy. Đỡ làm sao được. Đấy thì có thiết kế, anh Dũng có thiết kế rồi từ sáng rồi là bảo là cho chui vào trong đây. Đấy. Chui vào trong đây. Nhưng mà anh ơi. Cái này đáng nhanh phải cho thấp xuống đi nữa. Tôi thấp xuống tí nữa để nó vào thẳng luôn. Đấy. Đội ngoài này nói câu chuyện mua mẹt cơ à. Sợ nhỉ. Thế bao giờ mua mẹt đấy? Anh, bao giờ anh mua mẹt đấy? Anh đợi có bằng. À đây có bằng à? Định mua rồi nhưng mà chưa có bằng phải không? Ừ. Em định mua con nhưng mà chưa có bằng. Mẹt 500. À E500. Anh em ạ. Mình phải chơi E500 đến chất đặc riêng luôn. E500. Có được không không? Được. Chất lượng luôn đi. Vậy là đỉnh cao đó. Không có ai có bằng luôn đi. Đấy anh nhất mài nước của anh. Cháu đang đặt rồi mà cháu đợi có bằng. Cháu đợi có bằng thì cháu mới đặt được. Đấy. Bên trên thì Dũng dùng cái tấm mic này, đã alu nhỉ? À, phô mic. Đấy. Tại vì là nó trên nó không chịu lực mấy, còn nó cái bờ ngang thì mình sẽ dùng tôn. Thì cái này hôm nào rảnh rảnh lấy sơn trắng xịt vào để cho nó đồng bộ ấy. Nha. Yeah. Nhìn cho nó công nghiệp đấy. Nhìn tôn xanh thì nhìn nó không đẹp. Đấy, sau này là cái quạt này nó sẽ hút hết cái luồng khí tĩnh ở bên phòng bên kia, nó đẩy vào cái thác nước này anh em ạ. Để làm như thế là mình có thể gom được và tuần hoàn cái phòng bên kia, nhìn nó sẽ thoáng hơn. Sau này là bọn mình sẽ đặt một cái quạt ở ngoài đầu cửa kia để nó đẩy gió mới vào. Làm như thế là sạch.
ban đầu thì mình không định làm đường ống này đâu, để nó phá thẳng vào đây nhờ mấy cánh cửa đây này, nhưng mà nó phá như thế nó sẽ không được hoàn toàn vào đây được, thì nó sẽ vẫn sẽ bị ảnh hưởng một phần ở cái phòng này. Thế là bọn mình làm cái đường ống như thế này để định hướng 100% vào đây đấy, thì khi nó phá thẳng vào thác nước thì cái tỷ lệ nó hất lại cũng chỉ không còn bao nhiêu nữa. Ôi giời, tìm nhiều hoa mắt. Đến gì tìm người yêu à? Tìm người yêu ấy. Tìm em trong đường. Hoa mắt nhìn em. Đấy, quay mày đấy. Đừng quay em. Mày đúng rồi, đừng quay đoạn đúng rồi hiểu chưa? Mai gọi cô áo, cô giáo không? Phạt. Một đứa thì một quay, một đứa thì một không quay. Mà học sinh bây giờ thì tiền bị phát hiện không đủ bảo hiểm là bị kỷ luật mà. Ở ngoài trường ấy là bị cô giáo ở kia hành kiểm một thứ ấy. Đây này, nói chung cái khuôn này thì nó lỗi nhiều quá không nguyên nhỉ? Nhựa đầu tiên ấy, nó thức quá thì nó muốn đi là nó lỗi nhiều. Một ngày quá, nó chơi ở đây, nó chơi ở đây nhéo. Không nói kiểm soát nhé. Bên kia đẹp trai nó phải lấy sự nhé, đẹp trai cho thằng Tư chọc chứ đâu, ai gọi đâu ấy, gọi nó về nó cứ gió cho nó biết đâu. Đúng rồi, cái đồng ấy đi lắm nữa, đi lắm rồi gọi thằng sếp cháu đang cho chú lên truyền hình đấy. Chú còn không được, không được ai gì đấy. Môn từ mất kiểm soát này. Đang bảo là lắp một cái ở đây rồi, một cái đâu nữa rồi nguyên ạ. Cái quạt này này. Lắp thêm cái nữa là nào, có hai cái, còn đây đi, hai cái này. Cứ một cái thì chắc chắn nó có hút như nào. Hút tốt mà. Được sạch luôn. Cái này là được rồi, làm sao nữa? Rồi cái quạt kia nữa. Không ấy thì làm quạt phun sương. Mùa hè chảy nước ra. Cái này kết hợp cả phun sương xong là nó vừa phun mát xong là vừa dập bụi luôn. Bây giờ phải thiết kế cái bánh xe. Bánh xe rồi nó có cái bể nước ở dưới. Ừ. Em thấy người ta còn bể làm bể nước ở dưới cho nó cái hơi của nước. Không. Bay không phải là nó phun thẳng vào ấy mà phải có cái bơm nhỏ nhỏ để phun thẳng vào. Chứ công bệ nó hút hơi thì sao mà được, hơi thì rất chịu là nó không, nói chung nó khó để mà cuộc sống được nhiều lắm. Đi đây em mình đúng không? Cái motor để góc này này thì nó tránh được nước rồi. Thì đồng nghĩa việc là mình sẽ phun thẳng nước vào đây. Nhưng mà phun cái lượng nước ở cái ống máy bơm nhỏ nhỏ đấy. Thì của máy bơm phun sương ấy thì nó mới được. Chứ để sao bể nước mà nó đòi cái gió nó đòi hút cả nước đi được, không hút được đâu, hút được. Hơi không thấm vào đâu. Hút làm sao mà đủ được. Rồi anh em thấy chưa? Đấy, nãy mình với chú Lợi có bảo hết được mà cái này này. Đó, chú Lợi bảo cục luôn, mình bảo vẫn còn lốm đốm lốm đốm. Đó, rất là xấu luôn. Đấy, mình thấy rất là xấu đây này. Chỗ này nó lồi lên thì mình phải mài đi luôn. Đấy, bây giờ phải bả lại nữa cơ. Đây này. Đấy, chú Lợi phải bả hết lại toàn bộ như thế này. Đấy. Cái này nó bị lỗi nhiều quá này, nó lỗ lồi loãng đấy. Đúng rồi. Bám khuôn nó bị hỏng hết lại những cái này, nó loãng như này mình mà đúc khuôn rất là xấu luôn.
6 mà nó vạ số về mặt mình lại mất công sửa rất là nhiều. Sửa. Nói chung là chắc chắn là sau này ra mình vẫn phải sửa. Vẫn phải sửa. Nhưng mà cái tỷ lệ mình sửa nó sẽ đỡ hơn á. Đúng rồi, đỡ hơn khi mình làm tốt cái này phải không chú? Đó. Đấy mọi người. Mà nó cũng ngoài ý muốn thôi chứ mình cũng không phải. Đúng rồi. Sự cố lớn nhất trong chỉ là sự nghiệp à? Không, cái này còn đỡ hơn là Bugatti còn thật hạnh phúc mà. Không, đối với cháu cái này là mẹ sự cố lớn nhất trong sự nghiệp đấy. Đây là Kiki đã tại rửa. À, tại tại đông cứng đấy. Ừ, tại đông cứng ấy. Đông cứng. Mày có tìm một phần cũng là do của pha cho quen đấy. Đúng rồi, mình pha mình cứ đổ bừa vào đấy. Cái này nó cũng có tỷ lệ của mình. Phải tỷ lệ đàng hoàng ấy, do mình hết có không chú? Ừ. Không, do mình 50 mà còn cũng phải do đông cứng đấy chứ. Công nhận mình hết được. Cái này mà muốn gì thì mình phải sửa qua cái lớp này nhá. Trong còn đúng rồi. Quay vào mình cũng húc khuôn được. Đúng rồi mọi người ạ. Dạ. Đang sạc đây anh. Phải xử lý cái này cho đẹp, cho đẹp đi gì thì mài qua đi à, đút được khuôn nó. Nhanh. Cái này kéo dài cái này nhiều. Đúng rồi. Đằng nào mình cũng xử lý được mà chú nhỉ. Mình chỉ bịt hết mấy cái lỗ kiểu lỗ như này này. Đấy với là những cái mà nó lỗi to ấy, còn lỗi kiểu lỗ châm kim thì nó cũng không ảnh hưởng mấy, mình chỉ cần mài xốp qua thì là được. Đúng rồi. Theo cháu nên chú ạ. Không không nên. Một cái bát không tính nó vào mình đã ma tiếp vào cái thân vỏ ấy. Là nó có cái lớn chứ còn mình đánh đi đánh lại nó cũng như kiểu ăn vào trong nó cao. Đúng rồi. Với lại dán nó cũng ăn vào không cũng bóc luôn. Ừ. Nên là rồi mình đang tính cái phương án là sơn. Làm đầy đầy lên. Đúng không? Làm cái bề mặt này cho nó nhẵn nhẵn đi. Đấy, đầu tiên nhẵn là tách cho dễ rồi này. Đó, sơn là một lớp nữa. Có phủ bóng không chú? Phủ bóng. Bóng nhẹ nhẹ. Càng cơ bóc nó càng dễ. Đúng rồi. Đó. Nhưng mà cái cơ ban đầu là phải dán tí là dán thật đẹp. Dán thật đẹp lớp đầu tiên. Đúng rồi. Đấy. Mình mà dán đầu tiên mà bị rỗ là cũng không ăn thua. Có khi đầu bà. Tiên là nếu mà dán cái khuôn này có khi đầu tiên là đá hết một lớp trong lớp nhựa phù vừa. Không là đá hết một lớp vải mỏng. Cục vải cái vải sợi mà nó mỏng dính ấy ở ngoài kia ấy không chú? Thế là nó có độ, khi nó có độ bám rồi đấy. Bắt đầu quay lại dán cái vải chịu nhiệt kia à, là dán vải rối kia phải rối rồi. Tức là mình cứ dán một loạt cái đấy đi á quay lại là kiểu nó hơi nó vào tay đúng rồi thì khi đấy mình dán là nó không bị xô đấy mọi người có hiểu, tức là nó đứng như vậy là nước nó bao giờ nó chảy xuống mà. Nếu mà mình cứ dán liên tục là nước nó nóng là nó chảy nó tựa xuống ở bên trên này sẽ bị rỗ. Đúng rồi, nó bị thiếu nước. Không chú nhỉ? Nó bị thiếu nước, nó không chín được sợi là nó sẽ bị trắng đấy mọi người ạ. Nó bị rỗ ra luôn đấy. Đấy. Nó sẽ bị kiểu như thế này ra luôn này. Đấy. Mình đang muốn là một lớp rửa đầu tiên là mình sẽ xử lý từng cái vải đấy. Xong qua lớp rửa bắt đầu nó qua, tức là mình quay lại đấy. Đúng rồi. Mình quay lại là mình bắt đầu mình dán một loạt. Thế đấy. Vài rối đấy. Đúng rồi. Thì đấy là ý là như vậy, còn không biết là cơ thực hiện như vậy. Đấy, đấy là trong dự tính là như thế. Đấy, làm như thế mọi người ạ. Đấy. Lucio. Mình nghĩ làm như thế sẽ đảm bảo. Đúng rồi. Nó với lại mấy cái góc cạnh này nó cũng kiểu nó ăn vào luôn đấy chú nhỉ. Nó không bị phồng nhiều. Nó cũng có phồng đấy nhưng mà nó không bị phồng nhiều nữa. Thậm chí nếu mà mình làm cẩn thận nó còn không phồng nữa. Đúng rồi. Đây cháu chỉ có cháu dán không phồng được thôi. Đấy. Chú khoảng 1 2 hôm thì ngày mai chắc mai là vào mài hết đi về. Cái kia
Ngày chiên, ngày chìa chứ nhỉ. Dọn đẹp, nhưng xong là làm giá đỡ phần, giá đỡ phần khung. Đấy. Nhưng mà nó cũng hơi lằng nhằng một chút. Đấy. Đấy nhà mà. Phần khuôn thì mới tính được vào cái phần khung xe này. Đấy, mình chừng cuối ngày rồi. Cuối ngày rồi anh em ạ. Đấy, loa đài phát thanh các kiểu. Các kiểu con là nhiều á. Đúng rồi. Kiểu này. Báo hiệu là cuối ngày. Đấy. Là cuối ngày làm việc của chú cháu mình rồi. Chú cháu mình sẽ phải xử lý thêm một chút nữa. Bà lên rồi mài, mấy anh em đang mài ở ngoài kia nữa kìa. Đấy, ở ngoài trước cửa kia có nước. Đấy thì anh Dũng này đang xử lý cái quạt này nhá. Đấy, cái hút gió này này. Thì cuối ngày rồi. Công việc của chú cháu mình ngày hôm nay nó như thế này. Đấy, mong chờ một đầu tốt đẹp sẽ trở lại ngày mai vào vũ. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đấy, hẹn anh em clip tiếp theo nhá. Đấy, bye bye anh em. Bye bye.